Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái clip tốc độ, mức độ khó, bởi vì nó sử dụng kỹ thuật quét dây. Mà quét dây ở đây lại theo cái kiểu là có đổi cái tay phím trong lúc quét nữa, chứ không phải các bạn quét xuống quét lên không. Theo cái kiểu của danh thủ Frank Gambale, và thêm một cái nữa là tapping. Mà tapping ở đây là tapping cách dây nữa, tức là các bạn bấm cách dây nó khoảng cách nó xa với nhau. Thì câu này mức độ khó, cho nên các bạn nào có kỹ thuật tương đối thì mới có thể tập được câu này. Còn nếu bạn nào thích, muốn tập mà chưa đủ độ kỹ thuật, hãy đăng ký khóa học kỹ thuật ghi tay điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa để mình tập cái kỹ thuật cơ bản cho nó tốt rồi. Thì qua câu này các bạn sẽ tập được nhé. Thì có tập kèm theo, các bạn có thể xem để vừa tập theo với mình. Thì các câu này mình sẽ chia nhỏ ra để chúng ta dễ tập. Đầu tiên chúng ta sẽ tập cái câu quét dây trước nhé các bạn. Thì cái câu clip này nó thuộc về âm dài là La thứ bảy nha. Thì chúng ta bắt đầu quét như sau. Thì các bạn biết là cái kiểu quét của đại danh thủ Frank Gambale là có, ví dụ như quét xuống 2-3 giây xuống, sau đó lại đổi một phím lên, sau đó lại quét xuống và đổi, ví dụ 2-3 phím lên, một phím xuống, nó lộn xộn như vậy. Thì cái câu này nó sẽ giúp cho các bạn khá là tốt trong việc kiểm soát giữa đồng bộ tay trái và tay phải khi chúng ta quét nhé. Rồi sau đó các bạn mới đánh gian chỗ này là 15-17. Là hai phím lên ha. Rồi pull up nó ra từ 14 nha, 12. Sau đó 14, 15. Còn sao như vậy ha. Xem tab nha bạn. Rồi chúng ta tập chậm với nhau câu này. Sau khi các bạn quét xong rồi, chúng ta phải qua cái phần tapping. Ở đây chúng ta sẽ tap ở ba cái dây, đó là dây số 5, dây số 3 và dây số 1. Tức là chúng ta bỏ dây 2 và dây 4 giữa. Và cái tapping của nó như sau. Đó, hai lần như vậy. Sau đó các bạn xuống tới dây số 3, chúng ta tap 17 ha. 17, 12, 14. Sau đó các bạn xuống dây 1, chúng ta tap 17, 12, 15. Rồi, lại câu này nha các bạn. Các bạn quay lại dây số 3, chúng ta đánh là một lần giống vậy nữa. Rồi, chúng ta có 4 cái tap bên đó, chúng ta đọc lại nha các bạn. Nha. Nhanh hơn. Rồi, chúng ta cũng xuống lại dây số 1. Là tập bình nó khác như sao. Đầu tiên nó là 20, 12, 15. Sau đó 17, 15, 12. Rồi, các bạn mới kéo xuống tới dưới đây, chúng ta đánh là 15, 10, 12. Mười lăm, mười hai, mười. Lại ngay câu sau này nha các bạn. Và các bạn kéo xuống ngay ngang tám. Tám, mười, mười hai, mười hai, tám, mười. Cũng dễ đúng không? Sau đó các bạn lên dây số ba và chúng ta đánh 12, 7, 9. Sau đó là 12, 9, 7 ha.
lên rồi trên đây, tức là ngăn 15 của dây 5. Đó là tiết tấu kết thúc, à, bây giờ nhanh hơn tí nha. Rồi, đánh tốc độ nhanh nhất có thể sau khi các bạn đã quen ha. Nguyên cái câu này thì dĩ nhiên các bạn sẽ tốn khá nhiều thời gian để có thể tập luyện được. Nguyên một cái câu này nó đủ dài và nó trơn tru. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ sau khi tập từng phần xong rồi chúng ta ráp lại để xem nó như thế nào nha các bạn. Chậm nha. Shop. Mình sẽ để với cái mức giá rất là tốt dành cho các bạn ha, đầy đủ các loại từ 1,5 triệu 2 triệu cho đến vài chục triệu cũng có nữa. Nếu có nhu cầu học đàn hãy đăng ký kênh học đàn của Đồng Khoa, đăng ký một lần học trọn đời nha các bạn. Rồi hãy nhớ like, share, comment clip để mình có động lực làm thêm các clip khác cho các bạn. Hãy nhớ comment nếu các bạn thấy có vướng mắc nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.